I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu lại với các bạn một con game đó là Công Thành Xưng Đế Việt Hóa ha. Quy 3,5 tỷ đó. Và 3-4 con tướng xanh gì đó. Con này thì mình đã giới thiệu đợt trước rồi, bạn nào chưa chơi thì có thể vào chơi, còn bạn nào mới thì cũng vào chơi, còn bạn nào chơi rồi thì mình lại qua bên này chơi tiếp. Ê, chắc bây giờ mình lướt qua quá, chắc mấy cái này thì nó cũng không còn gì xa lạ. Lướt qua đi. Giờ mình vào ăn VIP ha. Thì ở đây thì nó cho chúng ta có VIP chính nè. Đó. VIP chính mà nó free 3,5 tỷ. Đó, như các bạn thấy ở trên đó là 3,5 tỷ kim nguyên bảo ha. Tài cũng hơi bị phê. Thì game nó free như vậy là đã nhiều hơn những game khác rồi ha. Mình trải nghiệm được nhiều hơn thôi. Cái game free thì thường thường là ăn thua với nhau là cái việc mà các bạn trải nghiệm con game đó nó được cái gì thôi. Chứ còn lại thì tất cả đều nó cũng chung với nhau thôi chứ không có gì khác. Đó. Bây giờ chúng ta lên VIP tháo. Chọn VIP này cho có lợi thôi chứ. 3,5 tỷ vô lượm mấy con tướng nữa. Đồ là mua thoải mái rồi. Up reset đồ quay rương đồ. Rồi hết rồi ha. Đây là VIP 11. 11 chúng ta được mảnh điêu thuyền ha. Đó. Đây VIP 10 ta nhận gì? Ma Triệu Vân, mảnh Triệu Vân gì? Đây là mảnh Tôn Sách. Đó. Đây là hoàng cái gì nè, hoàng tôm, hoàng tồn gì đó. Đây là gì? Trúc Dung. À. Đây là... Ủa sao nhiều vậy ta? Đây gì vậy? Trung Phi. À. Đây là mảnh điêu huyền nữa. Ồ, 21, 23, 24, 25. À, có 25 à. Đây Tư Mã Ý ha. Đó. Đội hình toàn nhân vật mạnh không? Đó. Vô sự kiện đồ coi có gì không? Á đù, mỗi ngày nhận được 500.000. Ủa? À, nhân đôi tại vì mình là VIP. Mỗi ngày nhận được 1 triệu kim nguyên bảo. Cũng phê. Đây, nhận quà nạp đầu ha. Phi em Triệu Vân này, đó. Phi luôn con ngựa ngồi trên nha. Ừ. Cả người và ngựa đều được phi. Đây là đầu cơ. Của 3 tỷ mấy rồi, giờ đầu cơ lấy mấy chục đi xài gì trời. Lao quá à. 3,5 tỷ nè. Trời ơi. Đầu cơ làm gì vứt đi. Đây là cái vòng quay. Rồi mình được quay 3 lần. Gì mảnh võ quà võ tướng cam gì nữa, mảnh bảo vật đỏ không biết gì đây, mảnh rương tướng cam vứt luôn rồi hết, quay được rồi, kéo xuống rồi còn gì không, cài cuốc nè có gì không, không quan tâm, không quan tâm luôn, bỏ luôn.
cũng có mừng sinh nhật nữa hả? Ồ, siêu xe nữa kìa, ghê hả? Ồ, quá trời luôn nè các bạn, có gì đây? Thần tư mã ý hả? À cái này chắc quà nạp, à quà nạp. Còn đây là quà nạp cực vui, mình không nhớ là mình có nạp luôn á. Ồ, thánh tiễn nè các bạn. Chọn ai đây? Thánh tiễn hay mã siêu? Đợt trước chọn thánh tiễn rồi, đợt này chọn mã siêu đi. Nhìn mã siêu giống giống cái hàng gì quên tên nữa rồi, giống Triệu Vân đâu các bạn. Happy nè, Happy cho nhận này, nhận được mấy món này ha. Thần tướng hồn, chọn này đi. Ủa nó kêu chọn hết. Ô ngon lành, 4 cái luôn các bạn. Thẻ bài này là vô gì đây, quýnh bài hả? Bấm được à, mảnh hoàng cái nè, mã siêu nè, bấm mở rồi. Ui sao hết mở được rồi. Ui cũng bà sạm sạm không, mở có được đâu, tốn lâu lắm. Đi luôn đi. Đây, hoạt động đổi đồ nè. Đó, cái này là phần hấp dẫn nè các bạn. Bảo vật A-ship tím. Bảo vật 2500 A-ship. Tiếng Anh hơi dở nha các bạn, mình đọc sai các bạn đừng có chửi mắng la rầy đánh đập mình ha. Này là tướng hồn. Ủa, có tiền vô đây thấy sướng vãi gì chứ. Ủa vật liệu đan thấy gì ngon hết ta. Này là đá. Bảo vật A-ship tím. Đổi đổi đồ hả? Không có tên. Đổi mã siêu. Ủa, đây đổi mảnh tướng nè các bạn. Tôn sách, điêu thuyền, Triệu Vân. Ý, có Trương Phi nè. Lụm thôi. Ủa, 3000 mảnh. Vô ghép coi, đâu có túi đâu. Đây. Ồ, 3000 mảnh ghép coi được không? Ủa, nó nhảy vô đây sao ghép không được ta? Vậy ghép nằm đâu? Úp này lên nó có lên được cái chỗ ghép không ta? Bi vậy, thôi đi ra. Không ghép được. Đây là mấy con tướng của mình nè các bạn. Ủa không phải, này là cái chỗ mình chiêu mộ, chưa chiêu mộ. Còn đây là tướng của mình nè. Đó, được 3 con màu cam, màu xanh gì đó. Tìm trong này có con tướng của mình không? Trong này toàn tướng cùi không các bạn ơi. Ý, được mạnh, được Triệu Vân luôn kìa. Được Tào Nhân luôn, ngon lành, ngon lành. Ồ, nhìn ngầu vãi.
Ủa, à cái này là, ủa nó lên cấp các bạn ơi. Thôi để mình lướt lướt qua cho các bạn ha. Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Xong rồi nè, bây giờ vào lại sự kiện coi có gì ngon không. Ồ, quà level nè các bạn. Đó, kinh nghiệm nữa. Ồ, nhận luôn 4 cái các bạn ơi. Ồ, lên luôn 184. Ủa, tôi nhận không được. Ủa, không được luôn. À, thôi này còn nữa các bạn ơi. Nó kêu là nhận luôn 6 món ha. Nó không cho nhận một món. Ngộ lắm. Dứt thì phải dứt luôn 6 cái. Chứ dứt cái nó không chịu. Hết rồi. Thì bảo vật đúc xe gì đó. Ừ. Đúc đầu vô cái xe. Ừ. Thẻ bài tào lao nữa. À, quà tiêu vàng nè các bạn. Thì 3 chọn 1 ha. Tất nhiên là chọn mấy cái đồ rồi. Xong. Vô đổi đồ tiếp. Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with. Đổi luôn ai xếp mà. Kinh nghiệm đó. Lên 190 rồi. Này, nãy giờ mà chưa thấy hết Kim Nguyên Bảo các bạn. Ủa, Kim Nguyên Bảo nhiều ghê thiệt. Lấy mảnh thằng này đi. Ồ, nó không cho lần nhiều hay gì. Đường phi nè, lụm luôn. Nó lụm luôn. Này nó chút dung nè. Đó. Mua lần được có một lần à ha. Không được mua đúp lên 2 lần, 3 lần gì hết. Giờ vô ghép mà. Ở đây có hư nữa nè.
chiều tối ghép mấy thằng này lên ha. Ủa nó đâu rồi ta, sao không thấy gì hết vậy, trăm mấy mà sao không thấy nó đâu hết vậy. Cộng con này lên coi. Mã siêu nè, đó, mã siêu xanh ha. Xanh lá luôn. Switch up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with this. Có tiền sướng nữa các bạn. Tiền mua gì cũng được ha. Khỏi tre luôn. Thích là mua, thích là mua. Không biết là cái server này nó có cần gì nhiều không, nhưng mà đối với những cái server khác thì mình thấy con này là phi cũng hơi bị nhiều rồi ha. Phi toàn là siêu tướng không à. Kim Nguyên Bảo thì phi 3 tỷ rưỡi. Xài cho hụt họng luôn. Nhìn nó vẫn xấu xấu sao. Đổi thêm mấy cái này nữa coi. Đặng vô cộng lên cho nó. Hồi nãy trên này thấy có gì nè. Cái gì để đâu rồi. Ý thì ra là mấy cái này ghép ở đây nè các bạn ơi. À tìm ra rồi. Thì ra là ghép đây nè. Ở đây nè, đây nè, đây nè nha. Ồ hên quá thấy rồi. Ý ghép được chút dung rồi nè. Đường phi nè các bạn. Cái sự nhìn xấu vô ta. Vẫn đồ đẹp lắm chứ. Đây còn nữa không. Còn cái sếp này mua luôn ha. Ủa đâu rồi, hết rồi hả ta. Hết rồi, đâu hết rồi. Không thấy nữa, nó chạy đâu hết trơn rồi. Nó đổi từ tướng hồng ha, tướng hồng lên tướng xanh ha. Đâu rồi ta, hết rồi hả? Mới có hai con hết rồi. À đây nè. Ây da. Cái thánh tiễn hoàng trung. Được rồi, được rồi. Còn nó không, còn nó không. Kiểu vân đồ. Ý ô mã siêu đây nè. À long hồ mã siêu. Ok ngon quá trời ngon rồi. Ô chụp hình đây luôn hả. Giờ vô đội hình coi. Cộng mấy em nó lên nè. Đó, đây tướng của mình nè các bạn. Ui rồi ôi. Nhìn nó như sa tăng chứ giống Trương Phi đâu trời. Cái này kêu sa tăng chứ Trương Phi vậy này. Cầu lô. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa.
Ủa, cái này đột phá ghét không biết lên được bao nhiêu trời. Còn quá trời hồn luôn kìa. Còn ở 6.800, trời trời, biết chừng nào mới hết. Cái này rảnh cộng cho tới sáng luôn á. Đây là đột phá ha. Thức tỉnh đó, đây là thức tỉnh lên. Thì nãy giờ nó còn đang ngủ ha, giờ là thức tỉnh cái chiêu kìa. Đó, lên kỹ năng liền, đó, thức tỉnh liền, giác vận gì, giác vạn gì đó. Đồ nè, vô tinh luyện lên coi. Thôi ghép chứ quên. Đây là đội hình nè, đó. Nhìn phơi không? Bốn con tướng tướng xanh lá. Vô bố trận rồi coi. Úp con tướng lên cái khác liền. Ủa sao bỏ vô không được. Dùng mấy con này ra coi bỏ vô được không? Không được bỏ vô các bạn ơi. Một đội chứ được có một con thôi ha. Ủa vậy ta lấy bốn con làm gì ta. Thấy hơi bị rảnh rảnh nè. Cái tàu lao luôn chứ rảnh gì. Kiếm chỗ nào đánh test trận coi. Vô dứt trận coi nè. Thôi nó chạy luôn rồi. Trận đánh đây nè. Cái gì vô mới dậm có một cái chết hết mạ nó rồi. Tao lao vậy. Ủa không lẽ mạnh nó vậy hả. Úi dồi ôi à. Đi ra ngoài đánh cái khác coi. Ui, nào thắng kệ nó đi mệt quá. Rồi, vô test trận nữa coi. Ui, đánh có một cái một chết mạ nó hết rồi. Ui, còn test gì nữa trời. Ui, chu cho... tào lao thì số mứng thôi. Test bây giờ tới đây thôi, các bạn chơi thì download ha, đăng ký kênh với mình ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, video dài quá à. Bye bye.